Hello cô chú và anh chị em mình là Kim Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em nhé. À, cảm ơn cô chú và anh chị em đã ghé thăm channel Kim Phạm USA thì một lần nữa gia đình Kim Phạm luôn mến chúc cô chú và anh chị em có thật là nhiều sức khỏe thì cũng như mấy ngày qua cô chú và anh chị em coi new coi những cái video của uh, những anh chị chia sẻ trên youtube và cũng như là những cái video kim đã chia sẻ về cái dự luật hero act uh, cái dự luật này đã được thông qua hạ viện hôm thứ sáu đó cô chú và anh chị em thì trong cái dự luật này thì có bao gồm cái 1 hai trợ cấp cho mọi người mà đủ điều kiện uh, thì um, mình chia sẻ trong một hai video trước đây đó cô chú thì cái dự luật này được gọi là hero act và vẫn uh, phải thông qua Thượng viện và thành luật bởi Tổng thống Trump nha cô chú và anh chị em Trước khi mình có thể thấy được Cái số tiền 1.200 này thì phải Cái dự luật này phải thông qua Thượng viện Và Tổng thống Và câu hỏi đặt ra thì về cái phần Thời gian khi nào cái dự luật này sẽ có kết quả Thì có thể là sẽ không có Tin tức mới gì Vì đây là cái tuần lễ Memorial Weekend Thì bên cạnh đó thì bên đảng Dân Chủ Muốn dự luật này được thông qua càng sớm trong khi bên Đảng Cộng hòa đó thì muốn đợi xem cái gói cứu trợ um, à, 2 hai tỷ à, của đợt đầu à, gửi ra như thế nào rồi mới tính tiếp nha cô chú và anh chị em. Thì vào ngày hôm qua đó thì bà Nancy Pelosi cũng nói rằng là có thể chờ đợi lâu à, Bà nói là không thể chờ đợi lâu bị bởi vì có rất là nhiều người đang trong chúng ta đang thất nghiệp nè Rồi đang không có tiền à, và còn cái số tiền này rất là gấp Nhưng cái tin cái 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 tin tích cực về cái việc này là bên đảng Dân Chủ sẵn sàng à, mà giống như là đàm phán, negotiate đó của chú và anh chị em Với bên Cộng Hòa là những cái gói cứu trợ nào nên giữ và những cái gói gói nào có thể là loại bỏ đi thì trong video này hôm nay Kim sẽ chia sẻ đến cô chú và anh chị em chi tiết về cái gói cứu trợ um, Heroes Fund for Essential Worker là một cái quỹ cho những người lao động thiết yếu thì trong cái dự luật này có ghi rằng những người lao động thiết yếu sẽ được trả thêm 13 đồng à, trên trên cái tiền lương của họ thì mời cô chú xem video để biết được à, ai sẽ là người qualify để mà nhận được số tiền này và nếu như cái dự luật này nó ra thì làm cách nào để mình nhận được cái số tiền này mình phải có còn apply hay không à, và số tiền cao nhất là mỗi người được nhận là bao nhiêu thì đợi được cho là essential worker là lao động những người lao động thiết yếu thì mình phải đạt đủ bốn điều kiện sau đây nha cô chú. Thứ nhất là việc làm của mình phải làm trong thời gian bắt đầu tháng 1 ngày 27 năm 2020 và kết thúc 60 ngày sau khi cái kết thúc của cái bệnh bệnh dịch rồi cái thứ hai nữa là mình không thể làm việc ở nhà à, những à, những à, những cái người mà làm giờ cái này nè mà không thể làm ở nhà nha cô chú rồi cái thứ ba nữa một á, là mình phải thường xuyên gặp mặt những người bệnh nè à, gặp người ở công cộng nè hoặc là gặp những người mà thường xuyên à, gặp những người bệnh ok rồi à, hoặc mình thường xuyên à, xử lý các dụng cụ à, mà những người bệnh phải dùng tới à, công cộng hoặc là những người đồng nghiệp của mình. Thì, rồi thì trong cái điều kiện thứ tư đó là mình phải nhập được một trong uh, ba cái uh, trong 33 cái khu cái cái cái, cái lĩnh vực sau đây ha. Thì nếu như Kim ngồi đây mà Kim lưu hết ra hết 33 cái lãnh vực này á, thì rất là dài. Cho nên mình sẽ nêu lên những vài một vài cái và Kim sẽ chia sẻ cho cô chú và anh chị em vô cái chỗ nào để mà đọc được hết những cái cái 33 cái này để mình biết được là mình có phải nằm trong những người này hay không. Rồi, cái thứ nhất là cô chú và anh chị em phải là first responder worker là những người phục vụ trong emergency such as là giống mấy người police, mấy người emergency, mấy người medical vân vân. Uh, healthcare worker Hoạt động chăm sóc sức khỏe nè của chú Family care là bao gồm Child care services Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ha uh, Rồi làm grocery worker uh, Là làm ở những chợ nè um, Chợ Walmart Những cái chợ mà bán thức ăn uh, Restaurant worker uh, Là giống như làm nhà hàng Including carry out Giống như là nhà hàng mà có mở cửa Để cho những người vô lấy thức ăn đi ra Hoặc là những người drive through Là lái xe đi qua cái cửa sổ hoặc là delivery là đưa giao hàng giao thức ăn rồi những người transportation worker là những người mà à, công tác vận chuyển đó cô chú rồi tiếp đó là những người educational worker là công viên à, giống như là công viên giáo dục đó rồi US Postal Services là những cái dịch vụ bưu chính giống như là con con những người công nhân ở bưu điện nè OK tiếp đến thì mình sẽ à, thì sau đây là đó là vài cái à, trong cái 36 à, cái lĩnh vực này thì bây giờ nếu như cô chú và anh chị em muốn xem á, thì mình có đợi cái đường link ở dưới cái phần mô tả của video và cô chú và anh chị em vào thẳng cái trang 1500 35 thì cô chú và anh chị em sẽ đọc được hết những cái à, người nào à, sẽ được qualify, ok? Thì tiếp đến mình sẽ nói về làm cách nào để được cái số tiền này và tổng số tiền mình sẽ được là bao nhiêu. Thì cái nơi mà cô chú và anh chị em làm việc đó phải đủ điều kiện. Thì à, lúc đó họ phải apply để mà nhận được cái số tiền cũng như là khi họ apply cho cái tiền PPP của cái đợt đầu đó cô chú. À, rồi sau khi mà họ apply xong, họ được approve á, thì cái số tiền này họ phải trả cho nhân viên của họ trả bao nhiêu? Trả 13 đồng một giờ à, trên cái mức lương à, của cô chú và anh chị em làm. Mình thí dụ ha, nếu như cô chú và anh chị em làm ba chục đồng một giờ thì sẽ nhận được thêm 13 đồng, tổng cộng là 43 đồng một giờ và kèm theo thì có cái luật lợi để bảo vệ người công nhân rằng là cái người chủ đó sẽ không được quyền giảm cũng như là cắt giảm lương của người làm trong thời gian đó À, đúng không cô chú thì thì và kèm theo thì khi mình lương đó trong cái paycheck stuff của mình á khi mình nhận được cái 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 cái, cái tiền lương á thì sẽ có hai cái hai cái mục khác nhau một cái mục á là lương của mình bình thường một cái mục á là lương của cái họ cái người chủ phải trả cho mình thêm 13 đồng cho nên cái này cô chú và anh chị em cũng rất là dễ dễ hiểu khi mình nhìn vô Câu hỏi đặt ra là nếu như mà uh, mình được approve á, những người đó được approve á thì những người này có thể được nhận số tiền uh, ngay từ lúc nào? Nếu như chủ được approve thì người làm sẽ bắt đầu nhận được cái số tiền này ngay từ lúc nào? Thì những người mà được qualify đó sẽ nhận được số tiền bắt đầu từ tháng 1 ngày 27 cho tới khi 60 ngày sau khi cái uh, cái cái gì uh, dịch bệnh nó hết. Có nghĩa là January 27 through 60 day after the end of the public health emergency có nghĩa là sao thì cái số tiền này mình nhận sẽ là retroactive ok nếu như cái bill này nó được trở thành luật thì có nghĩa là khi người chủ nhận được cái số tiền grant này đó thì cái số tiền họ được đó thì họ sẽ phải trả ra cho cô chú và anh chị em trong một lúc ok trong một lúc thí dụ từ ngày 27 tháng 1 đến ngày đến cái ngày mà người chủ nhận được số tiền này đó mà cô chú và anh chị em làm 200 giờ đi Ok, từ cái ngày họ được approve cho cái số tiền này cho tới cái ngày mà à, trả cho cô chú thì là cô chú làm 200 giờ thì cô chú cứ lấy 200 giờ đó nhân lên cho 13 đồng một giờ thì cái 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 mức mà cô chú và anh chị em sẽ được nhận là tư đúng không? Thì cái chất kế tiếp mà cô cô chú và anh chị em lãnh được sẽ là cái số tiền lương của mình làm cộng thêm tư nữa. Trả một lần nha cô chú. Rồi cái kế tiếp nữa là cô chú và anh chị em đang thắc mắc là nếu như mà mình làm lương trên 200.000 thì cái số tiền maximum mình được lãnh được là 5.000 đô Và nếu như mình làm dưới 200.000 thì cái tiền maximum mình lãnh là 10.000 đô Đó và cái số tiền này á, là đợi dành riêng cho chủ, trả cho thợ thôi nha cô chú và không thể dùng trong những chuyện khác và những cái số tiền này nếu như mà họ không trả cho những người nhân viên của họ thì họ phải trả lại cho chính phủ ok lý do vi, uh, kim làm cái video hôm nay đó là kim biết được những người việt của chúng ta uh, không phải là mình đi làm không mà rất, có làm chủ rất là nhiều cho nên nếu như cô chú và anh chị em nào đang làm chủ uh, hoặc là đang đi làm mà mà pho vào những cái uh, uh, gọi là essential worker thì uh, mình nghĩ là nên tiếp tục uh, giống như là theo dõi những cái thông tin mới về cái dự luật mới 3.000 tỷ này đợi khi mà mình mình có cái tin gì là mình phải đi apply liền bởi vì cái số tiền này đó Nó không phải là uh, nhiều Ai tới trước thì sẽ được trước nha cô chú Nếu như dự luật này được approve Là những người chủ phải nên đi apply liền lập tức Bởi vì số tiền này có giới hạn uh, Nếu như cô chú và anh chị em nào Rành tiếng Anh, giỏi tiếng Anh Thì hồi nãy mình có chia sẻ cái trang Mà ở trong cái bill đó Cô chú có thể vô đọc ha uh, Cái trang là 1535 đó Mình vô mình đọc rõ ràng ha Rồi và trong cái bill này đó Họ có phần nói rằng Khi mà cái số tiền này hết đó, thì cái secretary of the treasury là thư ký của kho bạc đó phải báo cáo đến congress rằng là bao nhiêu người à, bị từ chối bởi vì đã hết tiền. À, vì cái tổng số tiền mà dành riêng cho essential worker là tám mươi à, tỷ nha cô chú, 180 tỷ, sorry, 180 tỷ và bên cạnh đó thì có 10 tỷ là để dành riêng cho federal employee là nhân viên à, liên bang đó cô chú. Rồi thì uh, trong cái video này Kim Phạm mong rằng đã chia sẻ đến cô chú và anh chị em một cái thông tin nhỏ cũng như là uh, một cái gói cứu trợ nhỏ trong cái dự luật mà dài, uh, dài 1.800 trang này uh, thì uh, nếu như cô chú và anh chị em nào có nằm trong những cái danh sách này thì mình nên lưu ý và theo dõi thông tin cũng như là uh, cập nhật những cái update mới về cái lịch Check 3.000 tỷ uh, được đưa ra và đang đợi thượng viện và tổng thống uh, approve, ok và mong rằng cái video này hữu ích cho cô chú và anh chị em. À, nếu như cô chú và anh chị em thấy cái video của Kim có hữu ích thì có thể cho Kim một cái like à, và chia sẻ những cái video của Kim để mọi người trong chúng ta đều biết được. À, Đợi đến khi mà cái dự luật này nó ra đó thì à, mọi người đều biết chủ cũng như là thợ đều biết để mà đi xin. À, nhất là những người thợ I mean, Nhất là những người chủ à, Phải nên đi apply để mà cho Người thợ của mình được có cái quyền lợi này ha Cô chú ha Rồi thì Kim Phạm xin hẹn gặp lại cô chú Và anh chị em trong nhiều video nữa của Kim Phạm Và chúc cô chú và anh chị em Luôn có nhiều sức khỏe Tạm biệt cô chú và anh chị em nhé.